linh, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Dụng cụ thí nghiệm gồm có nguồn sáng, ống nhìn thẳng và ống nhìn cong. Tiến hành thí nghiệm, chúng ta đặt ống nhìn thẳng vào trong nguồn sáng và quan sát ở đầu còn lại. Chúng ta nhìn thấy ánh sáng ở đầu đằng còn lại. Tương tự như vậy, đổi ống nhìn thẳng bằng ống nhìn cong. Làm tương tự và chúng ta quan sát ở đầu còn lại. Chúng ta không nhìn thấy ánh sáng truyền qua cái ống cong này. Kết luận là ánh sáng truyền theo đường thẳng